rồi, tan nát cái đầu luôn. Vô mày quên. Tan nát cái đầu luôn. Người kia ghê. Đây là một chiếc Winner V1 thì lúc sáng chủ xe mang tới thì nó kêu rất là khủng khiếp luôn. Lý do là nằm ở đây. Đây là cái tăng cam mà người ta đem, người ta tăng hết cỡ rồi anh em. Thì người ta đem hàng thêm một khúc nữa. Nói chung là hàng đâu đó gần một mắt tay ạ. Này. Một mắt tay á. Không. Thì cái hàng vô thì nó căng quá, sơn cam nó chịu không nổi. Thì cuối cùng là thay luôn một chỗ sơn cam khác. Thì nó kêu rất là khủng khiếp, mà anh em nghĩ cái lực ép của cái lực ép của cái tăng cam này mà lúc đầu thay vô thì nó êm, mà đi tầm một tuần thôi, mới có một tuần thôi mà nó đã kêu không thể nào chịu đựng được, thì chủ xe cuối cùng phải mang đi làm lại cái tăng cam, mà thay lại tăng cam khác. Thì mình có nhận làm là tăng luôn, thay luôn cái sợi tăng cam khác, thay luôn một sợi tăng cam khác nha, rồi thay lấy cái tăng cam red leo. Không biết cái tiệm nào người ta làm mà người ta hàng chỗ này thật là ghê gớm luôn. Nói chung là không thể nào tưởng tượng được. Rồi thì mình vừa mới canh sim, nói chung là rớt đầu xuống canh sim đồng tiền và thay sân cam và thay luôn cái tăng cam bét leo mới. Thì bây giờ máy nói chung cũng khá là êm rồi, nhưng cái xe này đi một thời gian rất là dài. Thì lúc sáng thì mình không có rảnh nên không có quay video, tại vì lúc đó tháo máy ra mất rồi không có quay video, nên bây giờ mình sẽ quay video là cái lúc mình làm xong thì nghe tiếng máy nó êm như thế nào nha. Rồi thì giờ mình sẽ nô máy thử nha. Đó thì tiếng máy nó sẽ êm hơn rất là nhiều so với cái lúc buổi sáng nha. Thì nói chung thì canh lại xe đồng tiền nè, rồi thay sân cam, rồi thay cái tăng cam khác và thay nhớt nước mát. Đây là nước mát, cũng thay nước mát khác luôn, nước mát mới, nước mát xịn hơn. Thì qua bên đây nghe nó êm nè. Đấy. Em nghe tiếng máy này mà nói chung là cái tiếng trên đầu này nó êm rồi nè. Rồi tăng cam thì không có bị trùng, nói chung là thay cộng tăng cam khác thì nó êm hơn. Rồi cái tăng cam khác thì nó vừa đủ tăng thì nó sẽ êm máy hơn. Thì đây nè, mình có thay tăng cam khác rồi. Thì tiếp theo đó là mình cũng sẽ gọi nói chung là reset lại cái xe. Là lúc đầu nó có cái MT khá là cao thì bây giờ mình đã kiểm tra lại này. Thì dữ liệu động cơ đó thì mọi thông số, nói chung là mọi thông số nó rất là ổn định luôn. Gan ti nè anh em, tầm 1.400-1.500. Ở thời gian phun thì cái này chưa có bộ cho thành ga thì nó cao hơn một tí. Rồi gắp bánh lửa, rồi cảm biến TB, cảm biến TB thì hoạt động ổn định. Rồi qua đây là nhiệt độ động cơ, nó nhiệt độ động cơ hiện tại là 85 độ. Rồi và cái cuối cùng nữa là phân tích khí thải, này đó. Đó thì cái thông số này tương đối là ok, không có bị hao xăng mà cũng không có bị thiếu xăng, không có bị dư xăng cũng không bị thiếu xăng. Rồi thì từng bước quy trình làm xe ở tiệm của mình là như vậy. Thì đầu tiên là mình sẽ kiểm tra cục máy, xong rồi đó là mình sẽ kiểm tra phần mềm, mình sẽ fix lại những cái lỗi ở phần mềm. Rồi thì tiếng máy nó chung nó êm hơn rất là nhiều. Rồi còn cái nồi này thì đi làm ở chỗ khác, nói chung thì đi cũng ok, nói chung là chủ xe cũng không cần phải làm lại. Thì bây giờ cần thiết nhất là canh cái đầu êm, thì bây giờ nó đã êm ok rồi. Còn thời gian tới thì có làm cái nồi thì nó đỡ giọng hơn một chút thì máy còn êm hơn nữa. Dưới thứ hai là cái xe này đi lập trụ thì cái tiếng hút gió nó hơi xào hơi lớn. Rồi thì quy trình kiểm tra là như vậy nha. Thì kiểm tra canh siêu bằng tiền, thay sân cam, canh lại, nói chung là cái khoảng hở nó sát nhất á là đỡ tiếng máy êm. Rồi thay cái tăng cam, thay cái sân cam khác thì đỡ nó sẽ không có bị xào máy, mà không có bị trùng, nó bị gõ nó thành máy á, thì nó sẽ kêu. Rồi cái thứ hai là thay cái tăng cam red leo mới. Và tăng cam này đúng nghĩa cái hứa diệt luôn này. Thay mới một tuần mà đi luôn cái cộng sân cam của Jin. Rồi tiếp theo đó là thay nước mát và thay nhớt mới.
rồi kiểm tra lại, vệ sinh lại, xóa lỗi cái EQ, rồi reset EQ á, đó xe nó yên tĩnh, ổn định hơn, rồi chạy bây giờ là khá là êm luôn. Thì nó máy kéo ga cao nó êm hơn rất là nhiều. Rồi thì xong rồi, giờ thì giao xe thôi. Thì anh em nào có nhu cầu làm xe Winner, Winner X và Sonic GTR thì mình có nhận làm full luôn nha, làm từ máy cho đến sơn sửa nồi, nói chung là làm tất cả mọi thứ. Anh em có nhu cầu làm xe thì cứ ghé điện mình 114 11 Thọ Thủ Đức nha. Rồi, ok, bye bye anh em, hẹn gặp em ở video khác nha.